Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí Việt Nam bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Quốc Khánh. Ông Khánh trú tại nhà A, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Chiều nay, trong một phiên họp bất thường, trên cơ sở tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua nghị quyết về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quốc Khánh. Ông Nguyễn Quốc Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN từ ngày 12 tháng 1 năm 2016. Ngày 9 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng đã ký quyết định số 308 trên QĐTTG về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN đối với ông Nguyễn Quốc Khánh để về nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh ngày 2 tháng 9 năm 1960, quê ở Hà Tĩnh, tốt nghiệp kỹ sư địa vật lý chuyên ngành thăm dò địa chất dầu khí tại Đại học Dầu khí Bắc U, Liên Xô cũ. Ông Nguyễn Quốc Khánh từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVND, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Dầu khí Mekong, Tổng Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ PDC, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI, Phó Tổng Giám đốc PVN, Tổng Giám đốc PVN. Sau khi ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch PVN bị bắt giam thì ông Khánh được giao nhiệm vụ Chủ tịch PVN. Trước khi được bổ nhiệm chức Chủ tịch PVN, ông Khánh giữ vị trí Tổng Giám đốc PVN từ ngày 19 tháng 11 năm 2014, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại thời điểm đó là ông Vũ Huy Hoàng. Trước đó nữa, vào tháng 7 năm 2009, ông Khánh đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVN. Vào tháng 4 năm 2017, tại kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra nhiều khuyết điểm của lãnh đạo PVN các thời kỳ, trong đó có ông Nguyễn Quốc Khánh. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015. Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Lời vĩnh biệt kẻ thông đồng đàn áp nhân quyền là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Hai thái cực trong tâm lý học Đinh La Thăng. Mùa xuân năm 2016, khi mới chân ướt chân ráo lên mặt báo, từ nay tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý cho thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ tân ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng chỉ muốn tìm một bãi đáp an dưỡng sau thời quẩy vùng các dự án béo bở ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và các gói thầu béo bở không kém thời làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải sau đó. Để nếu quan lộ thuận lợi và thiên hạ vẫn ở thế chia hai, Đinh La Thăng sẽ đương nhiên trở thành thủ lĩnh Nam Bộ với Sài Gòn là trung tâm các trung tâm. Hẳn đó là nguyên cớ sâu xa đã khiến cho tân bí thư Thăng trở nên náo nhiệt trên mặt báo còn hơn cả thời điều hành Bộ Giao thông Vận tải nhằm mau chóng tiến chiếm yếu tố nhân hòa sau khi đã có được địa lợi ở miền Nam. Duy có điều thật khó hiểu, trong lúc không hề sượng sùng tuyên ngôn vì dân và hành động và tìm cách lấy lòng giới cán bộ lão thành có công cách mạng, trí thức và cả những người dân thường, Đinh La Thăng lại tuyệt đối không nhân nhượng với giới hoạt động nhân quyền ở Sài Gòn trong suốt gần một năm rưỡi từ khi ông nhậm chức bí thư thành ủy tới nay. Thậm chí, thời Đinh La Thăng còn qua mặt và vượt hẳn cả bí thư thành ủy cũ là Lê Thanh Hải, cùng đương kim bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về thành tích ném mắm tôm, đánh đấm và bắt bớ nhân quyền. Ban đầu, một số người còn mơ màng về Thăng có xu hướng cải cách, Thăng là người cấp tiến hay cao độ, Thăng thân Mỹ. Một số trí thức và cán bộ đương chức lại cho rằng quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Đinh La Thăng vào Sài Gòn là quá giỏi về mặt tổ chức.
Một số trí thức khác tỏ ra hy vọng ông Thăng có thể trở thành một nhà kỹ trị để giúp thành phố giàu nhất nước trở về hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng chẳng bao lâu sau, những nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự mê và từng góp sức tung hô hy vọng về Đinh La Thăng đã phải vò đầu bóp trán vì sao một người muốn và phải tìm cách mị dân như Thăng lại ngoay ngoắt với dân chủ nhân quyền một cách cực đoan đến như thế. Giải thích ra sao về tâm lý học Đinh La Thăng? Ít ngày sau Đinh La Thăng về trấn ở thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa chỉ đầu tiên mà ông Thăng đến ủy lạo là công an thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc làm việc như thế, người thân gặp lại. Chủ đề gặp gỡ này được báo ngành công an nhấn mạnh về phải bảo đảm an ninh trật tự cho thành phố. Để ngay sau đó, vào ngày 19 tháng 1 năm 2016, tưởng niệm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ Trường Sa năm 1974, hàng trăm người bị đàn áp, bị đánh đập, bị cấm ra khỏi nhà ở Sài Gòn. Công an thành phố Hồ Chí Minh lao vào đám đông và giật phá tan nát vòng hoa tưởng niệm ở Sài Gòn. Trong khi đó, công an Hà Nội đã chỉ quan sát lễ tưởng niệm hy sinh vì Trường Sa của hàng trăm trí thức và người dân Hà Nội tại tượng đài Lý Thái Tổ. Một tháng sau, ngày 17 tháng 2 năm 2016, ngày tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược. Cuộc dân hoa thắp nhang thấm đượm lòng yêu nước của giới trí thức Sài Gòn tại tượng đài Trần Hưng Đạo lại một lần nữa bị công an thành phố này đàn áp và ngăn chặn thô bạo. Rất nhiều người khác đã bị lực lượng an ninh huy động số đông chặn ngay tại nhà. Một số khác còn bị công an đánh đập thẳng tay. Không cho đi là vì ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt Trung, công an tuyên bố không giấu giếm. Nhưng nhân viên an ninh còn quỵt tạc, đây là lệnh của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Song trong lúc chính quyền và giới công an thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra mẫn cán đến mức khó hiểu và vì dân và hành động mà khó có thể được hiểu khác hơn là bảo vệ Trung Quốc. Cuộc tưởng niệm ngày 17 tháng 2 ở Hà Nội đã diễn ra yên bình. Chỉ có một nhóm nhân viên an ninh đứng xung quanh và cũng chỉ làm nhiệm vụ ghi hình. Lần đầu tiên cái tên Đinh La Thăng đã bị người dân và trí thức réo lên phản đối. Nhưng cho dù ngay sau ngày 17 tháng 2 năm 2016, một bức thư ngỏ gửi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã được 61 trí thức cùng ký tên, vừa thống thiết vừa cảnh báo với ông Thăng trước hình ảnh chà đạp thẳng chân lên nhân quyền và dân chủ tại một thành phố chưa bao giờ thuộc về Hà Nội, Đinh La Thăng đã không hề hồi đáp. Từ đó đến nay, tất cả các cuộc tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979, Trường Sa, Hoàng Sa, Gạc Ma được giới nhân quyền tổ chức ở Sài Gòn đều bị công an thành phố Hồ Chí Minh thẳng tay ngăn chặn và đàn áp. Nhưng trong bảng vàng thành tích của công an thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Đinh La Thăng, trận đàn áp cuộc biểu tình vì môi trường vào ngày 8 tháng 5 2016 mới cần được gạch dưới như một đỉnh cao chói lọi. Lực lượng ăn thuế của dân đã bắt đến 500 công dân biểu tình nhốt tại sân vận động Hoa Lư. Chẳng có gì là chứng cứ của thế lực thù địch, chỉ toàn dân ra biểu tình. Rất nhiều gương mặt mới xuất hiện, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, có cả giám đốc ngân hàng. Ngày hè đỏ nắng và đỏ máu ở Sài Gòn, khắp trung tâm thành phố này là cảnh các lực lượng bảo vệ trật tự nhe nanh lao vào hành hung không thương tiếc người biểu tình. Xịt hơi cay, đánh đập đến đổ máu, rất nhiều người, đấm đá đến ngất xỉu hai mẹ con tuần hành như một cách kỷ niệm ngày của mẹ. Một số hình ảnh đã được xác minh, chính những nhân viên công an đã hóa trang làm thanh niên xung phong để tấn công dã man người biểu tình. Cùng thời điểm, những người biểu tình vì môi trường ở Hà Nội bị tống lên xe buýt và đưa về giam tại một số trụ sở công an phường, nhưng thông tin về người biểu tình bị đánh đập ở Hà Nội lại ít hơn hẳn ở Sài Gòn. Đây là cuộc đàn áp bất thường, rất bất thường của công an thành phố mang tên Bác. Trận đàn áp đẫm máu này ngay lập tức đã được các hãng thông tấn và báo chí quốc tế chú ý và loan tin. Lần đầu tiên, tên của Bí thư Thăng xuất hiện trên mặt báo nước ngoài, không phải như một hiện tượng kỳ trị, mà một cách gián tiếp bị coi là thủ phạm đàn áp nhân quyền. Cũng là một hiện tượng rất đáng được phân tích về tâm lý hành vi và động cơ chính trị của công an thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt dưới thời Đinh La Thăng. Hiện tượng tất dẫn tới một câu hỏi rất quan trọng về chính trị nội bộ. Vì sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại quá mẫn cán trong việc bắt bớ người bất đồng chính kiến, đàn áp và đánh đập người dân biểu tình tàn bạo hơn công an Hà Nội, trong khi Sài Gòn vẫn luôn được xem là đất Nam Bộ có khí chất hiền hòa, ít xảy ra xung đột giữa chính quyền và dân chúng như khu vực miền Bắc và miền Trung? Đã không có được lời giải thỏa đáng cho câu hỏi trên, cho tới tháng 4 năm 2017, bất ngờ tung tóe vụ Bí thư Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật đảng. Mãi đến lúc này, rất nhiều người mới biết rằng
Đinh La Thăng là người của anh Ba Dũng. Và việc ông Thăng được đưa vào trấn tại thành phố Hồ Chí Minh rất có thể dựa theo một thỏa thuận ngầm giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Nguyễn Phú Trọng ngay trước đại hội 12 vào đầu năm 2016. Cũng đến lúc này, lời giải hợp lý nhất cho câu hỏi trên thêm một lần nữa được